Vâng, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số thứ mà mình nghĩ là nó đáng bỏ tiền ra để mua và rất là rẻ, ngon mùi rẻ. Đấy. Thì đầu tiên là một cái đèn trụ cổng này. Đấy. Đèn trụ cổng. Một cái bơm hơi, bơm lốp xe đấy ạ. Đấy, thì cái này mình thấy là nhà nào cũng nên có và ai cũng nên có một cái theo xe. Một cái là cái cục pin 21V chân pin phổ thông này. Thì vì sao mình lại thì bảo là mua cái này nó ngon mùi rẻ, tí nữa mình sẽ chia sẻ sau. Rồi, tiếp đến là một cái đồng hồ. Đồng hồ để mình sử dụng, mình đo linh tinh điện áp, thấy chưa? Ở trong nhà mình nên có một cái này, nhà nào cũng nên có một cái này, mà cái này rất dễ sử dụng. Mà cái quan trọng nhất là khi nó cháy đấy, thì mình chỉ cần thay cầu chì bên trong hay là mình quấn một hai sợi dây đồng rồi nó vào là ok. Rồi, tiếp đến là một cái sạc. Một cái sạc từ bình ắc quy hoặc là pin này. Đấy, thì cái ưu điểm nó rất lớn là mình dùng lúc mất điện. Và cái này nó có sạc nhanh nhá. Thì cái này mình đã chia sẻ rất nhiều video bên lại trong các cái video mình chế quạt rồi. Đấy. Và cuối cùng là cái lấy nguồn từ 5V sang 12V. Thì cái loại này nó có cái jack là chuyển từ 5V sang 9V. Đấy, 5V sang 12V. Ok chưa ạ? Thì đấy là những cái mình rất là tâm đắc. Vâng, và đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu đến cái đèn trụ cổng này. Thì cái lý do vì sao mình lại thấy là nó hợp lý, tức là nó đáng để mua đấy. Thì thưa mọi người là từ ngày mua đến giờ nó vẫn còn xài được, rất là ok. Đấy, thì cái này nhá, mọi người để ở ngoài, để ở ngoài chỗ cái cổng của mọi người, đúng không ạ? Hay là cái trụ tường bao đấy, mọi người cứ để đấy, mọi người xài làm đèn trang trí đấy, thắp sáng cho cổng cho ngõ, đúng không ạ? Rồi đến khi mất điện đấy thì mọi người cũng có thể mang vào nhà mọi người dùng như một cái đèn tích điện thì nó rất là tiện. Ví dụ mình mang trong nhà tắm thường thường là đây đấy, thì cái này là mình đã độ chế pin, cái này nó chỉ có một viên pin này thôi. Đấy, mình độ thêm 3 viên nữa là 4 viên, thì cái chỗ này nó có thể chứa được khoảng 6 viên nếu mà để trần chuồng đấy thì được khoảng 6 viên đấy. Thì mọi người về mọi người cũng có thể chế thêm vào đây thì dùng rất là ok. Mà mình thích cái này nó rất là bền nhá, mà nó cũng rất là đơn giản thôi đấy. Vâng, thì nó có hai cái chế độ đèn để cho mình lựa chọn. Một là đèn vàng, đèn vàng để trang trí, còn đèn trắng là nó cũng rất là sáng nhá. Đấy, thì những lúc mất điện thì mình chỉ cần ra mình vặn nó vào là mình sử dụng được thôi ạ. Vâng, dùng xong lúc mất điện rồi thì mình lại mang ra để cho nó sạc khi ban ngày, đúng không ạ? Đấy, thì bình thường mình cứ để làm đèn trang trí thôi, còn đâu mất điện mình lại mang vào mình dùng vào cái việc riêng của mình. Vâng, và tiếp theo đó chính là cái bơm lốp xe, bơm bóng nha. Thì đây có ký hiệu này, bơm ô tô này, đúng không ạ? Vâng, và đây thì nó cũng rất nhiều các đơn vị đo, ví dụ như là ba này, KPA này, đấy, rồi kg trên cm khối này, ok chưa ạ? Đấy. Thì thường thường người Việt Nam mình hay dùng là cái kg, là kg phải không ạ? Đấy, thì bây giờ mình sẽ chuyển sang đấy này, cái nút này nó nút cảm ứng nhá. Đấy. Rồi, ở đây thì bơm xe đạp này, ví dụ như là 1,9 cân này. Bơm bóng là 0,50 cân này. Bơm ô tô thì thường thường là mọi người để cao đến mức 3,9 đến 4,3 kg, đúng không ạ? Nhưng mà mình dùng cho cái này mình bơm xe máy thì mình chỉ để ở cái mức là nó 2,4 cân thôi. Thì đấy mọi người có thể là tùy chỉnh nhá. Thì ở đây mọi người là có một cái đèn này. Đấy, cho trời tối chúng ta có thể xoay xoay đèn được. Đấy, ok chưa? Bấm giữ một lúc nó lên. Rồi, cái ưu điểm cực kỳ lớn của nó đó chính là nó có thể sạc được điện thoại nhá. Giúp cho chúng ta nhỡ nhàng khi mà đi giữa một đoạn đường dài chẳng hạn. Đấy, mà hết pin điện thoại, chúng ta không sạc điện thoại, chúng ta có thể cắm ở đây như kiểu một cái sạc dự phòng. Vâng, và ở đây thì mình sẽ cắm cái điện thoại vào. Mình test thử cho mọi người xem là nó có thể sạc cả dòng bao nhiêu watt nha. 1,2A nhảy cả 1,2A. Kia cái điện thoại kia là mình 99% rồi. Thế nên là nó cũng không chuẩn lắm. Ok chưa ạ? Đấy, như vậy nói chung là tầm 1A mà hơn 1A thì nói chung là cũng sạc được. Đấy. Cái khoang chứa nhá.
để chứa các cái đầu bơm của chúng ta, ví dụ bơm bóng, bơm bơm các loại lốp xe khác nhau chẳng hạn. Đấy rồi, cái này thì cái vòi này chúng ta cũng có thể tháo ra, chúng ta thay được, thay các loại nó dài hơn hay là cái loại mà nó to hơn chẳng hạn. Đấy rồi, cầm cái này vào quán cà phê ngồi uống cà phê sạc điện thoại nhìn ngầu như xe bầu đúng không ạ? Rất là hay. Vâng, và tiếp theo đó chính là cái đồng hồ vạn năng. Đấy thì cái này nó chỉ có 3 lỗ cắm thôi, nó 3 lỗ cắm thì mọi người đảo sang bên này thì là mọi người đo điện trở này và đo vun vun AC hoặc DC đều được hết. Thì đây mình sẽ test thử luôn cái này nhé, test thử luôn cái pin này đi. Rồi 19,72V, ok chưa? Đây mọi người có thể bật đèn lên được. Đấy, dùng khi mà trời tối chúng ta vẫn xài nó rất là ok nha. Rồi tiếp đến nó còn rất là nhiều chức năng hay nữa mà nó rất là rẻ, lại dùng rất là bền. Đấy, đèn đấy. Rồi khi mà mọi người chuyển sang bên này là mọi người có thể đo dòng. Đây mình đã tháo cái ốp của nó ra. Thì ốp này bằng silicon. Mọi người mà cái này mọi người có rơi vỡ nọ kia rơi cũng không mà sợ vỡ nhá. Làm chi cao rất là thích hợp luôn. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra. Đấy, mình tiện mình thay cái cầu chì. Thì cái này cứ khi nào mà mình bị nhầm đấy, ví dụ mình đang để ở cái bên mà đo dòng mà trong cái đó mình lại cắm vào điện để mình đo điện áp chẳng hạn thì là nó sẽ cháy cầu chì nhá. Thì mọi người cứ yên tâm, cái này mình bị hoài, bị nhiều luôn. Thì rất là nhiều các loại đồng hồ mà nếu mà mọi người cắm như vậy là nó sẽ bị cháy đồng hồ luôn. Thì cái này thì không nha, cái này thì mọi người cứ yên tâm là mọi người chỉ cần tháo ra, mọi người thay cầu chì hoặc là thay cái dây đồng ở đấy là được thôi. Đấy, đây đây nó có cái cầu chì này. Đấy thì vừa nãy đấy, cái này là đứt rồi nè. Đây mọi người nhìn chưa, đứt cái dây đồng rồi. Mình cứ để nguyên cầu chì để mình nối cái dây đồng cho dễ thôi. Đó, thay cái dây đồng vào là xong. Đấy, trước khi kẹp vào đo dòng thì mình test cái độ cứng cáp của nó nha. Đấy thì mọi người cứ yên tâm, đấy mua về mà xài ở gia đình hoặc là mấy anh em thợ, mình thấy mấy anh em thợ đi hay đi lắp điều hòa là rất hay mua cái này. Đấy, tại vì cứ rơi bộp 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 suốt ngày. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cái qua cái bóng rồi nha. Cái bóng này nó là 11W, bóng dạng đông. Rồi ok rồi. Đấy thì cách đo dòng của cái đồng hồ này rất đơn giản, mọi người kẹp một đầu của thiết bị vào, đầu còn lại thì mọi người kẹp vào một cái kim của đồng hồ, còn kim còn lại thì mọi người đấy, như vậy là bao nhiêu, dòng là 561 MA. Mọi người đây mình bỏ cái bóng ở đây nha cho mọi người nhìn này cho rõ. Đấy 561 MA, ok chưa? Đấy, rồi mọi người nhân chia cộng trừ ra là nó thành thành watt thôi đúng không ạ? Thì còn một cái chức năng rất là hay, đó chính là chức năng NCV để mọi người có thể dò được cái chỗ dây điện bị đứt nhá. Đây khi mọi người để gần vào cái dây điện này là nó sẽ nhấp nháy và cái vạch kia nó sẽ lên này. Khi để càng gần thì vạch nó càng nhiều, là đủ 4 vạch và nó kêu liên tục rất là to, để xa ra thì dần dần nó mất. Thì cái chức năng này mọi người lưu ý giúp mình nha, là nó không để dò điện trong tường đâu. Trong tường thì nói thực sự là phải loại máy thật là xịn sò mới dò được. Đây mình chỉ kiểm tra xem là ví dụ như là cái thiết bị này của mình có bị dò điện hay không, hay là cái dây điện của mình có bị đứt ở chỗ nào. Thì đấy, dùng cái đấy là sẽ rất là hợp lý, chứ còn dò điện trong tường thì là không dò được nhá. Vâng, và tiếp theo là một cái jack như này. Jack này là jack chuyển từ cái chân USB sang chân 12V. Đấy thì cái này nó rất là tiện lợi, ví dụ nhà nào có sạc dự phòng thì có thể cứu cánh được cho ta những lúc mất điện. Nhưng mình cắm vào đây mình xài cái bóng 12V, xài tạm bóng 12V hoặc là xài cái wifi nhá. Thì khi mất điện thì vẫn có thể dùng được wifi. Đấy, bão to như hôm nọ thì mình không nói, nhưng mà bình thường mất điện mà chỗ của mọi người mất điện thôi thì mọi người vẫn có thể là cắm cái này, là mọi người vẫn có thể dùng wifi. Để mọi người nhìn cho đèn báo đấy. Đấy rồi thì bây giờ mình sẽ đo thử cái này nhá. Đo thử xem là nó có xuất ra được điện 12V không. Thì cái này nó cũng có loại 9V nhá, nó có loại
đây, mình cho một đầu vào đây. Đấy. Rồi, 12,4 vôn luôn nha. Úi giời. Trời ơi. Ok chưa? Đấy, như này là chúng ta có thể là kẹp vào cái bóng đèn. Bóng đèn đây. Đây là cũng một cái loại là mình khá là tâm đắc. Cái là bóng đèn đằng đông người này nó chạy được rất nhiều giải điện áp. Vâng, và cuối cùng đó chính là cái cục pin 20 cell này. Thì vì sao mình lại nói là nó đáng mua? Thì đây là pin gọi là bình dân thôi. Đấy, nó thực sự mọi người, nó là cái cell pin tím tím này. Cái dung lượng của nó thì theo mình nghĩ là nó chỉ tầm 1000 mAh thôi. Đấy. Thì vì sao mình lại chọn cái loại này? Thì thưa mọi người đây này, đây là cái loại xịn sò nhá. Đây là mình tháo ra cho mọi người xem là loại xịn sò mình nhờ người ta đóng. Rồi, dung lượng pin nó 2200 mAh. Thì bác ấy đóng trong ba cái báo là cái cục pin này nó khoảng 4A. Ok chưa ạ? Giá của nó là 500.000 một viên 10 cell như thế này. Trong khi đó mình mua cái này nó chỉ khoảng 250 đến 300. Mà có khi là đợt nào mà sell, ví dụ như hôm nay này, mùng 9 tháng 9 này, nó sell có khi nó chỉ còn hơn 200 một chút xíu thôi. Mà mình đo nó cũng được tầm 4A. Như vậy thay vì mình mua một cục như này, mình sẽ mua được hai cục như này. Đấy, thì vì sao mình lại không mua cái này mà mình phải đặt mua cái này làm gì? Trong cái đó đây cũng chỉ có 3 mốt phép thôi, đúng không ạ? Còn cái loại mà để cho mọi người mà đi làm thì mọi người phải mua cái loại mà 6 mốt phép để nó chịu dòng tải lớn, đúng không ạ? Còn đây mình thắp bóng đèn phòng khi mất điện. Đấy, nhà nào cũng nên có một vài cái mà vẫn chạy máy mài, máy cắt, máy khoan bình thường nhá, chứ không phải là không chạy được đâu. Chỉ có máy khoan bê tông thì mình chịu. Máy khoan bê tông thì ví dụ như là nó dí căng thì nó tốn dòng thì mình chịu, chứ mình chưa test thôi, chứ máy mài, khoan, máy cắt mình đã mua, mình đã review rất là nhiều rồi thì nó chạy được tốt đấy. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video, mọi người cho mình một like video, ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Thì sắp tới mình sẽ tìm thêm các cái thiết bị mà nó đáng mua, mình lại chia sẻ tiếp đến mọi người. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Tất cả các link mua các cái sản phẩm này thì mình sẽ để ở phần mô tả cũng như bình luận. À chết rồi, quên cái này rồi. Quên cái này là cái sạc điện thoại, sạc nhanh điện thoại mình vừa mới lại review trong cái video trước đấy. Thì lúc mất điện là mọi người cấp dương nguồn, âm nguồn vào đây là mọi người có thể sạc nhanh điện thoại nhá. Quên rồi, ai mà chưa xem thì vào đấy xem được. Trên đây là một cái nút cảm ứng để bật tắt. Xin chào.